Lập phách gốc trung hàn phong suy, xuân thu vé kêu thiếu niên quy. Đãng hồn thâm sứ thực nhân lệ, định tiên du tẩu ma hướng bắc. Nghịch lưu hòa thượng vạn thiên thoái, ái tình bất địch kiên chỉ lệ. Ti mệnh kiên trình mệnh trung bại, tiên tôn hối nhi ta bất hối. Dãy ruộng là không có tác dụng. Chết định rồi, không cứu được nữa. Âm thanh gì vậy? Cuối cùng cũng đến mặt đất rồi. Phương Nguyên, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Thiên lý địa lang chu trí lực thấp kém, nhưng có thiên tính nhạy cảm, có thể phân biệt được đối tượng nào càng có uy hiếp hơn. Xem ra khí tức của Bạch Ngưng Băng khiến thiên lý địa lang chu đem hắn ta coi là đại địch. Chết chặt khóa chặt. Tệ rồi, ta không cản được. Thú vị. Phương Nguyên, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Phương gia lão tới cứu chúng ta rồi. Một màn này ta muốn ghi lại. Ca. Đối phương vậy mà cũng có ngũ chuyển cổ. Phương Nguyên, người cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng mà ngũ chuyển cổ chung này chẳng phải là thiên lý địa lang chu sao? Đây sẽ là trận chiến huy hoàng nhất đời ta. Đến đây, Phương Nguyên, để chúng ta đại chiến đến chết. Đây là chiến trường của Tam Túc Đại Tỷ Võ. Không ngờ tới thiên lý địa lang chu lại mang ta đến nơi này. Bây giờ không thể cùng Bạch Ngưng Băng rằng co ở đây. Bất kể Thiết Huyết Lãnh hay Cổ Nguyệt Nhất tại bên nào thắng, đều sẽ tới tìm ta gây phiền phức. Nhưng nếu không đánh lui Bạch Ngưng Băng này, làm sao có thể thoát thân? Xem ra chỉ có thể đánh một trận. Trận chiến như vậy đúng là Bắc Minh Băng phách thể rồi. Nhưng mà Cổ Nguyệt Phương Nguyên này có thể đánh ngang tay với Bạch Ngưng Băng, chẳng lẽ cũng là thập tuyệt thể sao? Phương Nguyên vậy mà dám mưu toan chống lại Bạch Ngưng Băng, hắn thất bại. Chưa chắc. Thập tuyệt thể nhất định là thập tuyệt thể. Kích chiến như vậy, nếu là tư chất bình thường, tinh nguyên sớm đã không đủ dùng rồi. Phương Nguyên, ngươi quả nhiên là Cổ Nguyệt Âm Hoàng thể. Đây chính là chiến lược thực sự của Kaka sao? Thì ra Kaka thật sự là thập tuyệt thể, lúc nào cũng che giấu. Vậy thì sự kiêu ngạo trước đây của ta là cái gì chứ? Chết tiệt! Xà cốt này xem ra không làm gì được con cổ trùng này. Vậy mà nó trực tiếp bỏ chạy. Con thả mê trận vật, không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn như hình với bóng, vừa đúng khắc chế điện nhãn phủ của ta. Nhưng mà tin rằng Phương Nguyên lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Đây là ngũ chuyển mê trận vật. Trừ phi bị khu trừ, nếu không sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi tự tiêu tán. Tuy không có thủ đoạn khu trừ, nhưng ta có địa thính nhục nhĩ thảo, có thể phán đoán tình hình trong phạm vi 300 bước. Tốt hơn tình hình của Bạch Ngưng Băng rất nhiều. Điện nhãn cổ của hắn tuy là tam chuyển, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, nhưng trong mây mù của ngũ chuyển tiên xà này, hoàn toàn bị áp chế. Thiên lý địa lang chu này đã bị huyết hoàng cổ ông nhiễm, không bao lâu nữa sẽ hóa thành một vũng máu. Vẫn nên từ bỏ thì hơn, Bạch Ngưng Băng bây giờ chính là một quả bom hẹn giờ. Giết hắn sẽ khiến hắn tự bạo, càng không thể tùy tiện chạm vào, vẫn là rút lui thì hơn. Phương Nguyên, ngươi đừng đi. Cổ Nguyệt Sơn Trại chính là nhà của ngươi đó. Tránh ra, Cổ Nguyệt tộc trưởng, ngươi muốn phá hỏng Tà Nguyệt, tự mình xuống chiến trường sao? Trận này coi như Cổ Nguyệt nhất tộc chúng ta nhận thua, ai dám cản ta nữa, ta sẽ ra tay giết người. Ngươi đang dọa chúng ta sao? Cổ Nguyệt bác, ta không sợ ngươi đâu. Không thể để hắn chạy thoát, ta đi một lát rồi về. Cái này là... Phụ thân... Xem ra Thiết Huyết Lãnh lành ít dữ nhiều.
Gần ngàn năm không gặp, sư huynh, ngươi thật sự mang đến cho sư đệ ta một vài kinh hỉ đấy. Sư huynh, cho dù ngươi trốn đến đây, cũng sẽ bị ta tìm thấy. Năm đó ngươi cướp cơ duyên của ta, lần này ta muốn gấp 10, gấp 100 lần, trả lại cho ngươi. Mối thù này, liền bắt đầu tính từ trên người con cháu hậu bối của ngươi đi. Hạc lập sinh miên liền bất tuyệt, ít nhất phải có 10.000 con hạc bay mới có thể hình thành hiệu quả như vậy. Chưa từng nghe nói, Thanh Mao Sơn có bầy hạc khổng lồ như vậy, tình hình không ổn. Đây quả thực là hạc tai, hai vị, thử luyện chấm dứt thôi. Sao lại thế này? Những bầy hạc này là sao? Không chỉ có một lượng lớn phi hạc thuộc bách thú vương tập, mà ngay cả thiên thú vương tập cũng không ít. Phản kích, mọi người phản kích, vẫn là chạy mau thôi. Phi hạc này có hơn vạn con, nhất định có vạn thú vương. Phương Nguyên, kiên trì. Cổ Nguyệt Bắc này làm sao vậy? Vừa rồi khi gọi tên mình, ngữ khí đã không đúng lắm. Thậm chí có ý bảo vệ mình. Bây giờ lại cố ý chạy đến chi viện mình. Phương Nguyên, là ngươi sao? Hiện giờ tình cảnh nguy hiểm vô cùng, nương tựa bên cạnh Cổ Nguyệt Bắc có thể tăng tỷ lệ sống sót lên rất nhiều. Tộc trưởng đại nhân, là ta. Tốt lắm, Phương Nguyên, chuyện trước kia chúng ta không nhắc nữa. Dù thế nào, gia tộc cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Chúng ta về sơn trại, ta bảo vệ ngươi rút lui. Sơn trại đối với ta mà nói chính là Long Đàm Hồ Huyệt, nhưng so với hạc tai, không chạy chính là chết. Tộc trưởng, mời dẫn đường, ta gắng sức theo kịp. Ai cũng đừng hòng chạy thoát. Đều chết ở đây cho lão phu. Cổ sư ngũ chuyển. Sao cường giả ngũ chuyển lại liên tiếp xuất hiện thế này? Chẳng lẽ có liên quan đến vùng Cổ Nguyệt? Nếu là hạc tai bình thường, ta đã không còn cơ hội. Phi cầm hoàng dã khó mà lợi dụng. Tu vi của ta tuy đã là tam chuyển đỉnh phong, nhưng so với ngũ chuyển thật sự có hạn, khó mà phá cục. Nhưng hiện tại lại có một cổ sư ngũ chuyển, vừa mang đến cho ta nguy cơ vô hạn, lại mang đến một tia hy vọng phá cục. Chỉ có cổ thi sư chuyển mới có thể đối phó với cổ sư ngũ chuyển. Phải đánh cược một phen này. Tộc trưởng đại nhân, nhất đại tiên tổ đã sống lại dưới lòng đất, chúng ta trở về sơn trại là an toàn. Cái gì? Chuyện như vậy sao ta có thể nói bừa? Chỉ có về sơn trại mới có thể bảo toàn tính mạng. Vậy thì ngươi đi theo sát, ta đưa ngươi về sơn trại. Đây chẳng phải thiết hội phi hạc của Trung Châu sao? Thời cổ đại tuy không còn nhiều, nhưng bầy hạc cũng tổn thất không ít. Vạn thú vương, cường giả ngũ chuyển. Tộc trưởng, tình thế hiện giờ vô cùng nguy cấp. Các cổ sư chiến đấu riêng lẻ, bị phi hạc chia cắt thành từng mảnh nhỏ, sớm muộn gì cũng bị thôn tính. Chúng ta chỉ có thể tập hợp lực lượng của bọn họ, kết thành một cỗ, mới có hy vọng phá vòng vây, trở về sơn trại. Ngươi nói có lý. Chư vị, đại địch trước mắt, Cổ Nguyệt sơn trại chúng ta có thủ đoạn chế địch. Nhanh chóng đến hội hợp với ta, cùng nhau xông ra ngoài. Cổ Nguyệt gia cư nhiên còn có thủ đoạn chế phục cổ sư ngũ chuyển sao? Thà tin là có, còn hơn tin là không. Mọi người cùng xông lên. Các tộc nhân, xông lên, hội hợp với Cổ Nguyệt tộc trưởng. Bây hạc sao lại ngừng tấn công rồi? Cổ Nguyệt Bác, các ngươi Cổ Nguyệt nhất tộc thật sự có thủ đoạn đối phó với cổ sư ngũ chuyển sao? Đó là điều đương nhiên. Mau chóng đến sơn trại của ta. Cổ Nguyệt gia đều là hậu nhân của sư huynh ngươi anh, để cho những người này chạy về càng tiện hơn. Một mẻ hốt gọn, những người này đều là hậu nhân của hắn. Lát nữa khi bắt giữ cũng có thể để hắn bớt dãy dụ một chút. Nhưng mà ba cổ sư tứ chuyển này lại có năng lực quấy nhiễu chiến cục, không thể giữ lại, giết trước rồi nói sau. Đây là loại cổ trùng gì vậy? Hành động trở nên chậm chạp vô cùng. Không được, giải không được. Từ xuyên ngưng chi cổ của ta đâu phải dễ giải như vậy. Không ổn, Phương Nguyên, ngươi mau đi đi. Cổ Nguyệt tộc nhân nghe lệnh, sống chết bảo vệ an nguy của Phương Viên, chỉ có hắn mới biết thủ đoạn đó. Cổ Nguyệt gia lão, chúng ta đến bảo vệ ngươi. Vạn trượng hồng trần, muôn màu rực rỡ. Chân trời mây nước, đường dài thăm thẳm. Giờ phút phong lưu, về với đất trời. Không bằng ánh trăng trong nước sáng ngời.